Master. Xuất sắc. Không biết nói cái gì nữa, một cái bài nó khó như vậy mà đàn ra được cái tinh thần thì đó là cái điều rất là khó. Tại khó vì đàn, thưa quý vị, ai rồi cũng có thể học giỏi, nhưng đàn ra tinh thần của bài, đó mới là người nghệ sĩ thực thụ. Đúng rồi, đàn thì ai lại đàn không được. Ví dụ Trấn Thành đàn cũng được như thường mà không hay thôi. Anh không nên đưa ra một ví dụ cụ thể trong trường hợp này. Thưa quý vị, tôi có thể đề nghị cô bé đệm nhẹ một bài để Hứa Vị Văn hát cho chúng ta nghe được không? Vị Văn muốn song ca cùng Diễm My được không? Trời ơi, được luôn. Trời ơi, nếu mà song ca cùng Diễm My, tôi sẽ lựa một bài rất là hay. Bài gì? Áo Mới Cà Mau. Cái bài đó là để anh ấy chị đào. Tại sao là dành của anh ấy chị đào? Xin lỗi. Bây giờ Hứa Vị Văn Diễm My phải lựa bài hiện đại hơn. Sầu Tím Thiệp Hồng. Sầu Tím Thiệp Hồng. Cái bài Duyên Phận đi. Bây giờ thế này, một cái bài này tôi nghĩ là chắc là quý vị ở đây ai cũng biết. Nếu như mình đi xem điện ảnh thường xuyên, cái bộ phim vừa được trình chiếu gần đây mà nó rất là hot, mà nó gây ra một cái dư chấn cho rất là nhiều cặp đôi yêu nhau, La La Land by City of Stars. Hai người có thuộc không? Sạc lời trên Google luôn. Music. City of Stars, are you shining shine for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I share with you. Just now our dreams have finally come true. Cái gì vậy? Hết rồi hả? Hết rồi. Trời ơi, cái gì mà? Trời ơi, đang lãng mạn. Cảm ơn em. Thank you. Cảm ơn em rất nhiều. Hôm nay chút xíu thôi, cho vui, giao lưu cho vui thôi. Một lần nữa, một tràng pháo tay cho tiếng hát của Hứa Vị Văn và Diễm My với tiếng đàn của Nguyệt Minh. Tôn Đông Á hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.